bộ dụng cụ máy khoan Elite bao gồm một máy khoan cầm tay Elite, búa, mỏ lết, bộ ốc vít gồm 12 đầu, dao rọc giấy, kìm điện, 3 bộ tách kê, thước dây, tay cầm, tua nơ vít, bộ mũi khoan sắt, bê tông, gỗ, đầu nối, đầu tiếp, bộ đầu lục giác gồm 9 đầu. Với đầy đủ các chức năng thông thường, bộ dụng cụ khắc phục những sự cố ngoài ý muốn trong gia đình bạn một cách nhanh chóng. Thật tiện lợi, chỉ cần một bộ dụng cụ máy khoan Elite, bạn sẽ dễ dàng sửa chữa mọi đồ dùng cỡ nhỏ đến cỡ lớn trong gia đình. Tiện lợi, không tốn không gian, không tốn diện tích, khi cần là có ngay đồ dùng. Đa năng, tiện ích, nhỏ gọn, cần thiết cho mọi gia đình.